Xin chào cả nhà. Hôm nay Khanh lại làm một cái video về xe Hyundai Tucson, một trong những chiếc xe rất là hot tại thời điểm này. Video về so sánh 4 phiên bản Hyundai Tucson: phiên bản 1.6 turbo, phiên bản dầu đặc biệt, phiên bản 2.0 đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn. Video này nếu nhà mình thấy hay, hãy cho Khanh xin một nút đăng ký, một dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất, coi như ủng hộ Khanh có thêm động lực làm ra video mới. Nhà mình ủng hộ Khanh những chiếc khẩu trang của Huỳnh Gia có chủng lọc 0.3 micromet, lọc được những con virus corona trên bề mặt không xâm nhập vào người, thì có thể mua tại Lazada, Shopee. Link Khanh để trong phần mô tả. Nhà mình vui lòng mua đúng link để tránh mua hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhà mình lưu ý thêm những mã khuyến mãi để mình giảm giá thành khi mua tại Lazada và Shopee nha. Và hiện tại trong cái đợt sale cuối năm này đang có một cái chương trình giảm giá rất là khủng, nhà mình hãy truy cập vào để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình sự khác nhau giữa 4 phiên bản Tucson. Video về chi tiết so sánh từng phiên bản, từng cặp Khanh đã làm rồi. Video này Khanh muốn gửi đến cho nhà mình cái nhìn tổng quan của 4 phiên bản. Trên tay Khanh đây, đây là chiếc chìa khóa của chiếc Hyundai Tucson. Đối với Hyundai Tucson thế hệ mới, cả 4 phiên bản đều có tính năng đề nổ từ xa. Đây là một tính năng rất là hay, rất là hữu ích tại thị trường Việt Nam mà Khanh thấy rất là cần. Cả 4 phiên bản khi mà mình nhìn tổng quan ra, về phần đầu rất là khó nhận biết, chỉ duy nhất phiên bản 2.0 tiêu chuẩn là nó sẽ có cái hệ thống đèn halogen. Đối với hệ thống đèn halogen thì nó sẽ có độ sáng kém hơn các phiên bản đèn LED. Nhưng đây không phải là điểm yếu, mà đối với Khanh nó là thế mạnh, bởi vì mình có thể nâng cấp lên hệ thống đèn laser cho ánh sáng vượt trội hơn, rộng hơn, bám đường tốt hơn, xa hơn khi đi ban đêm. Mình đi ban đêm sẽ an toàn hơn rất là nhiều nếu sử dụng hệ thống đèn laser. Về công nghệ ở phần đầu xe, phiên bản 1.6 turbo sẽ có hệ thống camera 360 độ. Phiên bản đặc biệt sẽ có hệ thống camera 360 độ. Phiên bản dầu sẽ có hệ thống camera 360 độ, nhưng phiên bản tiêu chuẩn thì không có. Thì mình không có, mình có thể nâng cấp lên bất kỳ lúc nào, rất là dễ dàng. Cái nữa, cảm biến gốc cả 3 phiên bản cao đều có, duy nhất phiên bản 2.0 tiêu chuẩn sẽ không có cảm biến gốc. Về hệ thống an toàn mới của Hyundai, duy nhất phiên bản tiêu chuẩn là không có, còn các phiên bản khác đều có radar để mình giữ khoảng cách so với xe phía trước, bám đuôi xe phía trước và tự động phanh nếu có gặp vật cản phía trước. Hệ thống camera trên gương sẽ giúp cho mình giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái, cũng giống như là hệ thống đèn tự động pha code nếu gặp vật cản phía trước, nó sẽ tự động cụp xuống, giúp cho người lái đối diện sẽ không bị chói mắt khi đi ban đêm. Về các chi tiết ốp phía trước, phiên bản tiêu chuẩn nó chỉ có là sơn viền thôi. Đây, sơn viền bạc, xám. Viền cản của lưới tản nhiệt cũng sơn, không có xi chrome. Nhưng phiên bản cao hơn các phiên bản khác còn lại là đều có xi chrome, cũng giống như cái viền chrome nằm phía dưới đây, giúp cho cái chiếc xe tạo điểm nhấn ở phần đầu xe rất là hay. Nhà mình cũng có thể nhận biết được thêm ở phần logo. Logo của phiên bản tiêu chuẩn nó là chrome màu trắng, còn logo của phiên bản đặc biệt và các phiên bản cao hơn nó là màu trắng khối, xi chrome khối. Về phần mâm xe, riêng phiên bản turbo sử dụng hệ thống mâm 19 inch. Còn phiên bản 2.0 đặc biệt, phiên bản dầu sử dụng hệ thống mâm 18 inch và phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mâm 17 inch. Về cảm biến áp suất lốp, cả 4 phiên bản đều có đầy đủ cho mình để giúp cho mình kiểm soát các hành trình tốt hơn. Chúng ta tiến đến cái phần trụ B. Trụ B của phiên bản turbo và các phiên bản cao đều có xi chrome. Riêng phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ là nhựa nhám. Các cái viền chân kính thì các phiên bản khác đều giống nhau, đều có xi chrome ở cái viền này, viền chân kính phía trên. Chúng ta có thể nhận biết được ngay ở cái phần mui xe. Phiên bản 1.6 turbo sẽ có 3 ga mui, nhưng các phiên bản khác không có 3 ga mui. Cũng giống như cửa sổ trời, phiên bản 1.6 turbo sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh, các phiên bản khác không có cửa sổ trời toàn cảnh. Chúng ta tiến đến phần gương hậu trên xe. Gương hậu trên xe Hyundai Tucson cả một bầu trời công nghệ, gập điện,
chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy mặt gương, đó là 4 điều kiện tiêu chuẩn của chiếc Hyundai Tucson. Riêng 3 phiên bản cao bao gồm 1.6 turbo, 2.0 đặc biệt và máy dầu sẽ có thêm cảnh báo điểm mù trên gương, hệ thống camera 360 độ trên gương. Và đối với hệ thống camera 360 độ này, khi chúng ta xi nhan qua trái, xi nhan qua phải thì nó sẽ giúp cho mình mở rộng điểm mù. Đối với cái hệ thống này, nhà mình đi điều kiện thời tiết xấu, Khanh ví dụ giống như trời mưa, điều kiện ban đêm thì quan sát rất là dễ, không bị điểm mù trên gương. Cũng giống như là phần gương hậu của mình, giả sử có bị sương động thì cũng không bị ảnh hưởng. Về phần cốp xe, cả 3 phiên bản cao đều sử dụng cốp điện, có hỗ trợ cho mình tính năng mở cốp thông minh đứng phía sau cốp, 3 giây tự động cốp xe sẽ mở lên, như vậy đi siêu thị mình sẽ tiện hơn rất là nhiều. Ngoài ra phần cốp điện của xe còn có chống kẹt, có điều chỉnh được độ cao. Nhưng đối với phiên bản tiêu chuẩn thì cốp xe của mình sẽ là cốp cơ. Cốp cơ mình hoàn toàn có thể nâng cấp lên cốp điện bất kỳ lúc nào. Về phần cụm đèn của cốp sau, cả 4 phiên bản giống nhau hoàn toàn, đều sử dụng cụm đèn LED, không giống như những hãng xe Nhật. Đối với phiên bản thấp sử dụng đèn halogen, đối với hãng xe Hàn Quốc không có khái niệm đèn halogen. Gần như tất cả các phiên bản từ thấp đến cao xe Hàn Quốc đều sử dụng công nghệ LED để cho cái đèn mình đẹp hơn rất là nhiều. Về các công nghệ an toàn, cả 4 phiên bản đều có camera gear, cảm biến gear. Và camera gear của các xe xoay theo góc lái, khi mà mình đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải sẽ giúp cho mình dễ dàng định hướng được phần đuôi xe ở khu vực nào. Đối với 3 phiên bản cao có công nghệ an toàn của Hyundai thì nó sẽ có 2 cái radar phía sau giúp cho mình tự động phanh khi gặp vật cản sắp cắt tới. Khi mà mình dê xe từ trong nhà dê ra, nếu có người đi bộ, xe máy tạt qua thì xe sẽ tự động phanh, mình sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nhưng đối với xe phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không có cái hệ thống an toàn này. Như vậy, mình lái xe phiên bản tiêu chuẩn cần phải chú ý quan sát nhiều hơn so với các phiên bản khác. Ở phía trong cốp xe, độ rộng giống nhau hoàn toàn và cả 4 phiên bản đều sử dụng 5 mâm giống nhau. Về tiêu hao nhiên liệu, Khanh chia sẻ từng chiếc xe một dành cho gia đình mình nha. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, xe của mình tiêu hao nhiên liệu theo nhà sản xuất công bố là 6.5 lít nếu mà mình đi đường trường. Đi đường đô thị là 11 lít và đi đường hỗn hợp là 8.1 lít. Đối với phiên bản 2.0 đặc biệt, cũng giống như phiên bản tiêu chuẩn, đi đường trường là 6.5 lít, đi đường đô thị là 11 lít và đi đường hỗn hợp là 8.1 lít. Nhưng đối với phiên bản máy dầu, nó là một sự khác biệt hoàn toàn. Nếu mà mình đi đường đô thị là 5.4 lít, đi đường trường là 5.4 lít, đi đường đô thị là 7.7 lít và đi đường hỗn hợp là 6.3 lít. Qua đến phiên bản turbo. Phiên bản turbo nếu mà mình đi đường đô thị là 8.8 lít, đi đường trường là 6.3 lít và đi đường hỗn hợp là 7.2 lít. Nhưng phiên bản turbo là chiếc xe có hệ thống dẫn động hatchback 2 cầu. Đây là hệ thống dẫn động hatchback 2 cầu. Phiên bản turbo là chiếc xe duy nhất trong 4 mẫu có dẫn động 2 cầu và có cửa sổ trời. Nếu nhà mình muốn mua một chiếc xe có dẫn động 2 cầu, có cửa sổ trời, chỉ chọn phiên bản turbo. Còn nếu nhà mình không cần hai món đó thì 3 model còn lại sẽ cho mình nhiều sự lựa chọn trong phân khúc giá từ 800 mấy cho đến 1 tỷ. 3 phiên bản. Về giá xe thì Khanh sẽ để trên màn hình phiên bản turbo, phiên bản dầu đặc biệt, phiên bản 2.0 đặc biệt, phiên bản tiêu chuẩn, cũng giống như chi phí lăn bánh các anh chị sẽ coi trong phần mô tả giúp dùm Khanh. Chi phí lăn bánh của tỉnh phiên bản turbo, Hồ Chí Minh phiên bản turbo, phiên bản dầu chi phí lăn bánh ở tỉnh, phiên bản dầu lăn bánh ở Hồ Chí Minh, phiên bản 2.0 đặc biệt lăn bánh ở tỉnh, phiên bản 2.0 đặc biệt lăn bánh ở Hồ Chí Minh, phiên bản tiêu chuẩn lăn bánh tại tỉnh, phiên bản tiêu chuẩn lăn bánh tại Hồ Chí Minh. Về hỗ trợ trả góp, bên Khanh hỗ trợ cá nhân vay 80% đến 85% giá trị chiếc xe. Về hỗ trợ doanh nghiệp, bên Khanh hỗ trợ tối đa 70 đến 75% giá trị xe nếu gia đình mình đứng tên doanh nghiệp. Về phần kính phía sau, phiên bản turbo có kính phía sau là màu đen tối.
Còn các phiên bản khác, kính phía sau đều là màu trong. Đó là sự nhận biết và sự khác biệt giữa phiên bản turbo và các phiên bản khác. Đây là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng khi mà mình lái xe, các phiên bản turbo này ngồi sẽ mát hơn rất là nhiều. Còn về phần kiến thông thì cả 4 phiên bản đều có hàng ghế sau là kiến thông màu tối, giúp cho mình thoải mái hơn ở nhiều cung đường, cũng giống như hạn chế tầm nhìn, cũng giống như hạn chế tia UV, cũng giống như là hạn chế nhiệt độ của bên ngoài vào trong xe. Về tư thế ngồi, cả 4 phiên bản đều có một cái tư thế ngồi giống nhau hoàn toàn. Về chất liệu đều là ghế da, nhưng về màu sắc, riêng phiên bản turbo của mình sẽ là màu nâu. Còn phiên bản đặc biệt, phiên bản 2.0 dầu, phiên bản tiêu chuẩn sẽ là màu đen. Về các tiện nghi, xe mình sẽ có tay tựa, các hộc để đồ, các hộc để chai nước giống nhau hoàn toàn. Độ rộng ghế cả 4 phiên bản giống nhau hoàn toàn. Và độ ngã lưng ghế cả 4 phiên bản giống nhau hoàn toàn. Đây là chiếc xe có độ ngã lưng ghế sâu nhất và rộng nhất trong phân khúc CX-5, CR-V và Tucson. Nhà mình có thể trải nghiệm bằng cách lên đại lý ngồi thử coi lời của Khanh nói đúng hay không ạ. Về tiện nghi khác, cửa gió hàng ghế sau cả 4 phiên bản cũng có đầy đủ. Nhưng bây giờ Khanh sẽ chia sẻ đến những điểm khác nhau. Điểm khác nhau đầu tiên đó là cổng sạc USB. Cả 3 phiên bản cao sẽ có cổng sạc đôi USB ở phía sau, riêng phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không có cổng sạc USB. Một điểm nữa là điều chỉnh hàng ghế điện phía trước. Phiên bản turbo sẽ có điều chỉnh trên lưng ghế hàng ghế phía trước, nhưng 2-3 phiên bản còn lại thì sẽ không có cái nút điều chỉnh lưng ghế phía trước. Riêng lưng ghế phía trước chỉ có phiên bản tiêu chuẩn là ghế chỉnh cơ, còn các phiên bản khác là ghế chỉnh điện hết hoàn toàn. Phiên bản turbo sẽ có thêm nút điều chỉnh trên lưng ghế để giúp cho người tài xế cũng giống như ngồi phía sau, mình có thể tự động điều chỉnh. Phiên bản turbo sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh, khi mà mình ngồi phía sau, cái phần cửa sổ trời sẽ rất là mát trong những điều kiện đường buổi chiều. Đối với các phiên bản cao, 1.6 turbo, 2.0 dầu, 2.0 đặc biệt sẽ có hệ thống lo Bose. Riêng phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ sử dụng hệ thống lo thường thôi. Đây là phần nội thất của chiếc Hyundai Tucson phiên bản turbo. Ở các phiên bản khác giống nhau hoàn toàn về cách thiết kế. Khanh sẽ chỉ cho nhà mình những điểm khác biệt của 4 phiên bản. Khanh sẽ bắt đầu ở ngay vô lăng. Vô lăng của xe phiên bản turbo và phiên bản dầu thiết kế giống nhau, trang bị giống nhau và chức năng cũng giống nhau. Rẫy số vô lăng xe có sẵn. Nhưng các phiên bản khác thì sẽ không có rẫy số vô lăng, bởi vì hai cái chiếc xe của mình đang sử dụng cần số dạng nút bấm. Thì cái rẫy số vô lăng này nó sẽ giả lập cái chế độ số bán tự động. Riêng hai phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản 2.0 đặc biệt thì sẽ sử dụng cần số cơ. Chính vì vậy nó đã có chế độ M trên cái cần số cơ rồi. Nhà mình mua xe tại chỗ Khanh, muốn nâng cấp tính năng rẫy số vô lăng giống hai phiên bản cao, hoàn toàn có thể nâng cấp được bình thường. Về các chức năng khác, hệ thống đèn tự động cả 3 phiên bản, 4 phiên bản giống nhau hoàn toàn. Nhưng đối với hệ thống gạt mưa tự động, phiên bản 2.0 tiêu chuẩn sẽ là gạt mưa cơ chứ không phải là gạt mưa tự động. Về cụm đồng hồ, phiên bản 2.0 tiêu chuẩn sẽ sử dụng đồng hồ cơ chứ không phải là dạng đồng hồ số. Chính vì vậy, về góc độ quan sát, về độ thẩm mỹ, thì cái xe đồng hồ kỹ thuật số sẽ giúp cho mình quan sát tốt hơn rất là nhiều so với lại đồng hồ cơ. Về các tính năng an toàn, khi mà mình xi nhan qua trái, xi nhan qua phải, 3 phiên bản cao có hệ thống an toàn của Hyundai cũng giống như hệ thống camera 360 độ sẽ giúp cho mình mở rộng góc chiếu, mở rộng tầm nhìn và không bị ảnh hưởng thời tiết bên ngoài nếu mà mình đi những điều kiện thời tiết như trời mưa, đường sương mù. Bởi vì camera nó rất là nét và nó giúp cho mình quan sát cái góc nhìn tốt hơn rất là nhiều. Về hệ thống an toàn của Hyundai, nó sẽ khác nhau về cụm phím bấm. Phiên bản tiêu chuẩn không có hệ thống an toàn của Hyundai, sẽ không có tính năng bám đuôi so với xe phía trước. Bám đuôi và giữ làn đường so với xe phía trước. Hệ thống an toàn của Hyundai sẽ giúp cho mình bám đuôi, giữ làn đường, giữ khoảng cách, cũng giống như tự động phanh
nếu gặp vật cản gắt ngang. Về nhớ vị trí ghế, phiên bản Turbo sẽ có nhớ hai vị trí ghế, còn các phiên bản khác thì nó không có nhớ vị trí ghế, thành ra cái chỗ này là một cái vách bình thường thôi. Về các tính năng an toàn khác của Hyundai, Khanh ví dụ như khởi hành ngang dốc, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, xe mình có đầy đủ. Rồi, riêng đối với 3 phiên bản cao do trang bị cốp điện, thành ra nó sẽ có cái nút mở cốp điện, còn phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có cái nút này. Gương hậu trong xe, riêng phiên bản tiêu chuẩn nó là gương hậu cơ, nó không tự động chống chói. 3 phiên bản cao sẽ là gương tự động chống chói. Và gương của 3 phiên bản cao được thiết kế cái viền rất là mỏng, trong cái chiếc xe nhìn tràn viền rất là đẹp. Về phần cụm màn hình trung tâm, cả 4 phiên bản thiết kế giống nhau hoàn toàn. Riêng 3 phiên bản cao có trang bị hệ thống camera 360 độ thì sẽ xuất hiện thêm một cái màn hình bên hông để mình kiểm soát camera 360 độ tốt hơn. Riêng phiên bản tiêu chuẩn không có cái màn hình bên hông. Về hệ thống điều hòa, cả 4 xe đều trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập và có thêm tính năng là diffuse, sẽ giúp cho mình nhanh mát hơn, thoải mái hơn ở những cái cung đường nóng nực. Về tiện nghi của học để đồ, phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có tính năng sạc không dây, còn 3 phiên bản cao sẽ có tính năng sạc không dây. Và cách bố trí của xe phiên bản cao bao gồm có 1.6 turbo, 2.0 máy dầu, sẽ có cái học để đồ ngang. Nhưng đối với phiên bản 2.0 đặc biệt thì sẽ có cái học để đồ sâu thẳng vào. Thì nó sẽ khác nhau về vị trí thiết kế do cần số của xe phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản 2.0 đặc biệt xài cần số cơ. Về vị trí điều khiển cần số, như Khanh đã chia sẻ ở các video trước, vị trí điều khiển cần số của xe phiên bản cao bao gồm có 1.6 turbo và máy dầu. Đây là vị trí cần số dạng nút. Thì đối với cần số dạng nút bấm điện tử này, cái chiếc xe của mình lái xe sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nhưng một số anh chị em sẽ có thói quen là lái cần số cơ, mình cầm cái cần nó vẫn thích hơn. Thì cái này nhà mình cho Khanh xin comment phía dưới xem cần số nào phù hợp hơn với gia đình mình nha. Đối với phiên bản turbo sẽ có khóa phi sai trung tâm. Đây là do chiếc xe dẫn động hai cầu, thành ra trang bị thêm hệ thống khóa vi sa trung tâm. Cái chế độ Drive Mode kế bên, xe của mình sẽ có 4 chế độ Drive Mode ở hai phiên bản cao, bao gồm có Eco, Smart, Normal, Sport. Còn hai phiên bản thấp là tiêu chuẩn và 2.0 đặc biệt thì chỉ có 3 chế độ lái, không có chế độ Smart. Về tính năng sấy ghế, thông hơi ghế, bố trí của hai phiên bản cao 1.6 turbo và dầu được bố trí phía trước, sấy ghế, thông hơi ghế. Camera 360 độ cũng giống như hỗ trợ đổ đèo, bố trí ngay phần đầu của cụm cần số. Riêng phiên bản đặc biệt sẽ được dời vào phía trong ngay học tựa tay do cần số của mình dạng cần số cơ. Phiên bản 2.0 tiêu chuẩn sẽ không có tính năng sấy ghế, thông hơi ghế, sấy vô lăng. Tất cả 4 phiên bản đều có phanh tay điện tử Auto Hold. Hai tính năng này rất là hữu hiệu để giúp cho mình đi những chuyến đi trong nội thành cũng giống như an toàn hơn trong quá trình sử dụng xe. Về động cơ xe, phiên bản 1.6 turbo sử dụng hộp số tự động 7 cấp. Phiên bản máy dầu sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản 2.0 tiêu chuẩn và 2.0 đặc biệt sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Về công suất máy, nhà mình có thể coi trên bảng. Nhà mình chọn được phiên bản nào, hãy nhấc máy lên gọi điện cho Khanh số hotline 0788 555 444. Đây là một cái video so sánh 4 phiên bản nhanh, giúp cho nhà mình có một cái nhìn tổng quan về 4 phiên bản của xe Hyundai Tucson. Mong rằng video của Khanh sẽ mang lại giá trị để giúp cho nhà mình lựa chọn cái phiên bản phù hợp nhất với gia đình mình. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.